ông bà cô chú. Con mời ông bà cô chú dùng điểm tâm với con. Xin chào mọi người, rất vui được đón tiếp mọi người đến với kênh của Năm Xuân nha. Lời đầu tiên, Năm Xuân xin kính chúc mọi người sức khỏe và bình an. Và hôm nay, với món này là món gì ở nhà Xuân đây thì mời mọi người chúng ta cùng vào bếp và thực hiện món này với Xuân nha. Xin mời. Như chúng ta biết, gà thì chúng ta có thể làm món chiên, kho, nướng, xào hoặc luộc. Nhưng hôm nay thì Xuân muốn biến tấu lại một chút, mình sẽ làm món khác. Và Xuân có ở đây là 800 gram thịt gà, khoảng hơn 800, nhưng mà mình tính 800 cho nó gọn nha. Và Xuân sẽ làm món chả gà chiên. Thật ra các bạn biết không, Xuân muốn biến tấu một chút, làm món chả gà chiên này để cho các cháu ăn sáng. Do vậy thì Xuân sẽ làm nhanh gọn lẹ là vậy. Còn đúng ra cái món chả gà này, nếu mà mình làm chả lụa gà đó thì các bạn làm cầu kỳ và kỹ hơn thì gà nó mới được dai. Còn cái này mình làm đơn giản và nhanh gọn lẹ thôi thì nó cũng không có dai bằng cái món chả lụa gà. Nhưng mà một chút biến tấu để cho các cháu ăn cho ngon ha. Trước tiên thì Năm Xuân sẽ cho vào đây một ít muối. Xuân sẽ chà rửa cái phần gà này. Sau đó Xuân sẽ xả qua nước lạnh và các bạn rửa vài lần ở nước lạnh cho thật sạch nha. Kế đến thì Xuân có sử dụng trong này là 15 gram nấm mèo, 1 củ hành tây, 2 cây hành lá, 4 củ hành tím và một ít tỏi. Và bên cạnh đó là 4 muỗng bột năng. Gia vị thì các bạn sẽ nêm nếm theo khẩu vị của gia đình, mà chúng ta chỉ cần nêm lạt thôi. Vì khi ăn á, thì chúng ta có thể chấm với muối tiêu hay tương ớt hay nước tương gì tùy theo. Thì do vậy mình nêm lạt thôi. Bây giờ thì Xuân sẽ bắt đầu cắt phần gà này ra, nó nhỏ ra. Mình cắt luôn phần củ hành tây nhỏ thôi nha. Kế đến là phần hành tím cũng như là tỏi chúng ta cũng sắc nhỏ luôn. Và hai cây hành lá chúng ta cũng sắc nhỏ luôn. Bây giờ nấm mèo chúng ta cũng sắc luôn. Một chút màu dầu điều nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho gà vào cối để xay. Chúng ta sẽ xay gà hai lần. Lần đầu tiên thì chúng ta xay gà không thôi. Và lần thứ hai thì chúng ta cho toàn bộ hành tỏi, hành tím, hành tây cũng như là nấm mèo, bột năng. Rồi chúng ta sẽ nêm vào đây luôn. Năm sẽ cho vào đây là nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng muối, nửa muỗng bột nêm. Một muỗng tiêu cũng như là một muỗng đường. Còn nếu các bạn có thể ăn ớt được thì chúng ta cho ớt vào đây luôn thời điểm này để mình xay chung cho nó trộn đều cho nó ngon luôn nha. Cho phần nấm mèo luôn. Tiếp tục cho một muỗng nước mắm. Cuối cùng là cho phần bột năng vào đây luôn. Và chúng ta bắt đầu xay lần thứ hai. Sau
khi mà mình xay lần thứ hai thì chúng ta sẽ lấy ra và quết giống như là quết cá thắt lát á các bạn. Mình sẽ nhồi thật kỹ và quết thật nhiều thì chả của chúng ta nó sẽ có độ dai và ngon hơn. Còn nếu mà chúng ta làm chả lụa gà á, thì các bạn còn phải bỏ vào trong ngăn đá tủ lạnh để cho nó đông lại thì bắt đầu mới xay tiếp, và làm như vậy là mấy lần luôn. Còn mình làm chả chiên thì mình chỉ cần quết kỹ và mình nhồi thật nhiều thì nó cũng có cái độ tương đối rồi. Và thật ra bữa nay Xuân cũng đang cố gắng làm cho kịp buổi điểm tâm sáng cho các cháu, do vậy mà có nhiều công đoạn Xuân không quay kịp, mong mọi người thông cảm nha. Và sau khi mình đã quết và nhồi thật kỹ thì bây giờ chúng ta bắt đầu cho một tí dầu ăn lên tay và chúng ta sẽ vo những cái viên này. Sau khi mình đã vo viên những cái viên chả như thế này thì Xuân cũng tha lên một chút màu dầu điều để cho cái màu nó đẹp hơn. Tiếp tục thì chúng ta để chảo lên bếp, và khi chảo nóng thì chúng ta đổ phần dầu vào. Phần dầu này các bạn chia cho nhiều nhiều chút nha, thì nó sẽ ngon và hấp dẫn hơn. Còn một chút dầu điều Xuân cũng cho vào đây luôn để nó tạo cái màu của cái miếng chả nó đẹp hơn. Chảo dầu nóng thì chúng ta bắt đầu cho những viên chả vào đây để chiên. Các bạn chiên chả với lửa vừa thôi. Và như vậy là phần chả chiên của chúng ta đã xong rồi. Và bây giờ Xuân sẽ cắt phần chả này ra. Và để lên cho mọi người nhìn thấy rõ hơn nè. Wow, rất là ngon ha các bạn. Nhìn rất mịn. Và mùi thơm của món chả này rất là thơm ngon luôn. Và bây giờ Xuân sẽ trưng bày chả ra dĩa. Kế đến điểm vào đây một chút rau xà lách. Thì nhìn cái dĩa đồ ăn của chúng ta thêm phần hấp dẫn ha cả nhà. Phải nói là món chả chiên nhanh gọn lẹ và dễ làm. Đúng không các bạn? Món này chúng ta ăn với tương ớt hoặc tương cà đều rất ngon luôn nha. Có một chút sốt mayonnaise để vô nữa thì còn quá tuyệt vời luôn. Còn nếu mà các bạn làm một chút nước mắm chua ngọt á, mình cũng có thể mình cuốn với rau xà lách hoặc dưa leo rồi mình chấm vô ăn cũng rất là ngon luôn nha. Nhưng hôm nay thì nhà Xuân thì làm món này làm điểm tâm cho hai cháu nội. Thì coi hai cháu ăn như thế nào, mời các bạn cùng thưởng thức món này với nhà Xuân luôn nha. Bây giờ Xuân sẽ cắt phần bánh mì bằng kéo nha các bạn. Nếu các bạn cắt bằng dao thì nó sẽ xấu hơn. Và đây là hai cháu nội cũng phụ với nội gỡ phô mai nè mọi người. Tiếp tục cắt chả. Và chét đều phô mai lên bánh mì. Xếp chả lên bánh mì. Tiếp tục cho một chút tương cà tương ớt lên đây. Như vậy là được rồi. Con mời ông bà cô chú dùng điểm tâm với con. Trời ơi ngon quá nội ơi.
quá ngon luôn. Rất là ngon nha quý ông bà cô chú, quá tuyệt. Vậy là điểm tâm sáng của tụi con đã xong rồi. Con cảm ơn ông bà cô chú đã xem video của nội con. Con xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Quý vị thấy video này hữu ích xin hãy cho Sút một like, một đăng ký để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Năm Sút nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau nha. Bye bye.